Xin chào mọi người nha. Chào buổi sáng mọi người nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bài thuốc về trị sỏi thận. Hôm trước thì mình cũng chia sẻ cho mọi người là cái bài thuốc là hai bài thuốc là bài từ cây chú hột trị sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang, và một bài thuốc là trị từ cây rau bợ cho mọi người. Cây rau bợ mà nó mọc dưới suối á là nó cũng trị sỏi thận nha mọi người. Thì thông qua cái video đó thì có một cái bạn là bạn comment cho tôi là bạn chia sẻ một cái bài thuốc cũng từ cây rau bợ luôn, nhưng mà cách làm là nó khác. Thì chính là cái bạn đó là bạn sử dụng rồi sau 3 lần sử dụng thôi mà bạn đó đã đi tiểu á mọi người. Đi tiểu ra là cái viên sạn là 7 ly đó. Thì có gì thì hồi thì mình sẽ chèn mình sẽ cho mọi người coi cái comment của bạn đó chia sẻ bài thuốc cho mình đó. Thì bây giờ thì mình mọi người cùng với mình đi bứt cái rau bợ nha mọi người ha. Hôm nay mình sẽ demo cho mọi người trực tiếp luôn. Mình sẽ làm bây giờ thì mình cái khâu này khâu mình chuẩn bị cái nguyên liệu thuốc để mà mình bào chế. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu nha mọi người ha. Rồi mà hồi mình về nhà của mình nè, mình sẽ demo trực tiếp cho mọi người luôn để mọi người biết cái cách dùng. Nó đơn giản nhưng mà mình phải làm rồi cho mọi người thấy luôn mọi người ha. Mọi người thấy sau lưng mọi người à, đây đó, đó là rau bợ nha mọi người. Rau bợ mọc nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ đi nhổ một nắm đó, đi nhổ một nắm về rồi giờ mình sẽ chuẩn bị thêm một cái nguyên liệu nữa. Bài thuốc này thì có hai nguyên liệu, chuẩn bị rau bợ trước nha mọi người ha. Ok, ở bợ này với ở mình thì nó nhiều lắm. Thì đó, mọi người bứt cho mình nắm vậy ha mọi người ha. Nắm vừa phải thì thôi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cái bịch đi, rồi mình sẽ đi tìm một cái nguyên liệu tiếp, một cái loại nguyên liệu tiếp, rồi mình sẽ đi về nhà của mình á. Mình sẽ làm cái bài thuốc cho mọi người xem luôn ha. Mình sẽ mua dừa mọi người, bỏ đây luôn nha. Rồi ok, đâu có tiền đâu rồi. 13.000 ha. Mua trái dừa về rồi mình làm. Chào mọi người nha. Thì nãy mình đã chuẩn bị xong là rau bợ nè, rồi trái dừa. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành là mình sẽ sơ chế. Mình sơ chế lại cho nó sạch cái rau bợ đó, mà mình phải rửa bằng nước muối loãng. Bắt đầu rửa nước sạch để ráo nha mọi người ha. Rồi dừa thì mình sẽ chặt ra. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành rửa cái rau bợ. Rau bợ này mình rửa đi sạch nha mọi người. Rửa sạch nó đi. Mỗi lần mình làm mình sẽ kiếm một nắm như này mọi người ha. Mình rửa những cái cộng sản được với lại rác mọi người. Ở dưới đó thì rác nhiều lắm. Bỏ ra hết đi, mình loại bỏ tạp chất. Cái trái dừa hồi nãy mình mua mọi người, mình đừng có mua già quá hay non quá, dừa thôi.
Đó, bây giờ mình sẽ dạt nè. Mình dạt cái đầu một đầu ra nha mọi người ha. Dạt ra đây rồi mình cái trước khi mình dạt á là mình phải cái đầu còn lại này, cái đầu này nè mình làm cho nó bằng đi để hồi mình đặt lên lên bếp á mình nấu á mọi người. Dạt cho nó bằng vậy nè. Mình bỏ lên bếp mình nấu cho nó dễ hơn ha. Này, mình đầu mình khui ra bắn lâm hết đó thấy chưa. Làm cái gì nè, cái gì của mình này nha. Bắt đầu mọi người sẽ mình sẽ đổ nước ra nha mọi người ha, đổ nước ra rồi hồi mình sẽ đổ lại. Chờ mình tí nha. Đổ nước ra đây. Vừa nhiều nước quá, tô luôn rồi. Còn cái rau nãy mọi người để ráo rồi đó. Đó, mọi người lấy lại bỏ vô. Đây, cái rau nó ráo rồi mọi người ha. Bây giờ mình bỏ hết cái rau này vô đây. Cuộn lại bỏ vô cho nó dễ. Có một cái bạn xem cái clip mà trị cái cây trị bằng cái rau bợ luôn mà mình chỉ chia sẻ mọi người là đâm và uống á, bạn nói comment ở dưới, bạn nói cái kênh tên là ti 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 ui đó, ti ui hồ hồ mình sẽ chèn cái comment của bạn đó lên chia sẻ bài thuốc cho mình để cho bạn cho mọi người xem ha. Bỏ vô hết đi, bắt đầu mình sẽ đổ nước, mình lấy cái muỗng cái vậy nè, mình đổ vô cho nó dễ. Đổ hết vô. Nó đầy họ sẽ nó sôi á mọi người. Đó. Nó sôi thì nó sẽ nó tào ra, đó mọi người cứ đổ vậy thôi, đừng có đổ đầy quá. Đậy nắp lại. Nghe rồi ha. Rồi mọi người, thì mình sẽ mình bỏ vô bếp. Đó, mình bật lửa lên nha mọi người ha. Mình sẽ bật lửa lên mình nấu nha mọi người ha. Mình nấu cho nó sôi lên luôn mọi người ha, cho nó sôi lên luôn, nó chín cái rau trong đó đó. Đây. Người thấy mình bật lửa lên nấu cho nó sôi lên. Thì cái bạn Ti Ti Ui này đó là mình chia sẻ một cái bài thuốc về cái trị cái bợ này. Mình lấy một nấm mình đâm ra mình dắt nước uống thì nó sẽ trị bệnh sạn thận rất hay. Bạn đó có comment như mình á là nếu như cái bài đó mà mình không hết nữa, mình không có hết sạn thận nữa, không có đái ra thì mình bạn đó chỉ mình á, chia sẻ mình á là làm như thế này, từ nãy giờ mình làm cho mọi người á uống. Tại vì bạn bạn cái bạn đó, đó là bạn uống mà trong vòng có bạn uống 3 trái dừa vậy nè. Mỗi ngày uống uống một trái thôi mà uống 3 trái thì bạn đó đã tiểu ra được cái viên sạn là 7 ly nha mọi người. Đó. Sạn 7 ly. Mình cứ nấu đi. Mình nấu cho đến nào mà cái trái dừa này nó ở trong bốc hơi ra nó sôi lên á. Khoảng 5 phút á.
là mình được rồi mọi người. Đó. Nãy giờ mình nấu cỡ tiếng hơn mọi người ha. Đó, nấu lâu lắm, nó cháy đến nó cháy này thành than luôn mọi người thấy không? Cháy cái đít thành than luôn rồi. Thì giờ thì nó cũng đã nó sôi nhẹ lên mọi người này, sôi lên nè, mọi người thấy này. Đó. Đó. Mọi người cứ nấu cho sôi lên vậy nè. Đó. Nấu cho sôi, sôi hơn cũng được. Đó, sôi hơn cũng được và sôi dày cũng được nha mọi người ha, sôi. Đó. Mọi người thấy không? Nó sôi lên rồi thì bây giờ là mình sẽ lấy ra mọi người. Đó, mình lấy ra để khoảng chừng 5 phút nữa đi. Rồi nó sôi nhiều lên bắt đầu mình sẽ lấy ra mình tới đây thì nó dễ rồi mọi người ha. Thì cái bệnh sạn thận này á thì mọi người cũng hiểu rồi, nó rất là khổ nha mọi người ha. Thì bệnh sạn thận này thì rất là khổ. Thì mọi người cứ nghĩ nó rất là đau mà mình uống mà đúng bài thuốc rồi đó, nó ra được thiệt mình mừng hơn là trong mẹ đi chợ về mọi người. Cái nỗi vui mừng của mình nó rất là lớn, mình cũng hiểu được cái chỗ đó. Tuy mình không có bị sạn thận nhưng mà mình thấy những cái bệnh nhân mà bị sạn thận, những người sạn thận người ta đau khổ lắm, nó đau khi đi cấp cứu luôn mọi người. Thì hôm nay hôm bữa trước thì mình cũng chia sẻ cho mọi người là hai bài thuốc, là một là lấy cây chú hột và bỏ đường phèn vào đó, chặt giặt ngang á đó. Đó, mọi người cứ vào xem cái video đó. Hai á, là cái video là về cây rau bợ á, mà mình đâm ra mình vắt nước mình uống đó. Thì hôm nay mình chia sẻ thêm cho mọi người một cái bài thuốc này thì đã có người làm, cái bạn ti ui á bạn làm là nó đã có công hiệu rồi. À, uống 3 trái thôi, mỗi ngày uống 1 trái như vậy đó. Uống 3 trái nó sẽ bạn đó đi tiểu ra cái cục sạn 7 ly luôn đó. Thì mình thấy bạn nó comment thì và chia sẻ cái bài thuốc đó cho mình. Thì hôm nay nên là nó mưa rồi dầm nên là mình không có đi ra ngoài được, mình tìm thuốc được thì mình hồi nãy mình ra mình bước ra bờ chạy về lại mưa luôn tới giờ luôn nè. Đó, thì nãy giờ mưa tới giờ luôn. Thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cái bài thuốc này, mình demo cho mọi người luôn. Thì người nào mà bị sạn thận thì hãy vui lên mọi người ha, hãy vui lên, tại vì có rất nhiều bài thuốc sạn thận, thì sạn thận rất là công hiệu. Đó. Nếu mà mình không trị bằng thuốc nam đông y thì mình bằng tây y, thì mình nếu mà tây y thì sạn thận thì thường mình thấy người ta là dụ như bắn laser nhưng mà cũng phải mổ như mọi người ha, mổ nội soi. Thì cái gì cái như tới bệnh viện mà nó với mổ các kiểu gì cũng thấy mình thấy nó rất là lo sợ và tốn tiền tốn bạc rất là nhiều. Thì cái bước đầu mọi người làm tất cả hết cái bài thuốc này đi, mà nếu mà mình không có được nữa thì mình mới nên đi bệnh viện. Chứ còn mới đầu mà mọi người đi bệnh viện rồi thì nó lo lắm mọi người. Những bài thuốc này có khi nó hợp với mọi người, nó giải quyết được cái vấn đề là cái bệnh của mọi người thì nó rất là quý. Đó, đơn giản hơn mình đến bệnh viện này thủ tục này mổ rồi phải nằm đó bệnh viện người nuôi rồi này nọ, nó rất là khổ mọi người ha. Thì về bài thuốc này thì mong mọi người là nếu mà ai mà dùng bài thuốc này mà có hiệu quả rồi thì mọi người nên chia sẻ rộng ra cho mọi người khác nha mọi người ha, để người ta dùng. Người ta bệnh tội người ta lắm mọi người. Đôi khi mình có tiền mình đến bệnh viện mình có thể mổ nội soi bất cứ chuyện gì, còn khi người ta không có tiền, người nghèo khổ không có tiền mà bị mắc cái căn bệnh này nữa thì mọi người nghĩ coi khổ lắm, vô cùng khổ luôn nhiều người ha. Đó thì nếu thấy cái bài thuốc này nó công hiệu thì mọi người nên chia sẻ rộng ra cho mọi người khác người ta sử dụng, là một phần công đức nha mọi người ha. Thì video của Hải tới đây thì Hải cũng xin chúc mọi người mau lành bệnh và thành công trong cuộc sống nha mọi người ha. Thì qua phan nữa quên cái này á, bây giờ sôi lên rồi đúng không, nó bây giờ cái tá dừa này nè nó sôi lên đó, nó sôi lên xong mọi người cứ ăn hết thôi, ăn cái uống hết nước đó. Chết xin nữa quên lo mãi mê nói mà quên đi cái bài thuốc luôn đó. Cái này thì mọi người là nó sôi lên rồi đúng không, mọi người lấy xuống để cho nó nguội đi
đó, mọi người ăn hết cái rau bợ đó và uống hết cái nước dừa đó. Thì tùy theo mỗi người, dù nặng hay nhẹ, nhiều hay ít sạn ở trong người mình, thì có người đã 3 ngày rồi thì cái bạn ti ui á thì đã làm, và sau 3 ngày đã sử dụng 3 trái dừa như vậy thì bạn đó đã tiểu ra được một cục sạn 7 ly. Thì tùy theo mọi người uống, có người uống 3 trái, ăn 3 trái, có người ăn 5 trái, là 4 trái, 6 trái đó. Thì cái này không có độc tố gì hết, nghe mọi người ha, không có độc tố gì hết, mọi người cứ dùng nó cảm thấy là nó, mình uống thì nó mát cơ thể đó, đó là nó đã có tác dụng rồi. Thì mình cứ uống, uống khi nào mà ra thôi. Mọi người ha, bài thuốc này rất hay nha mọi người ha. Từ xưa giờ cái rau bợ thì sang thận là rất hay. Mọi người nếu mình chưa có cập nhật được thông tin nhiều thì mọi người cứ lên Google. Bây giờ thời điểm là nó 4.0 rồi, nó rất là hiện đại. Ở ở trên rừng, trên núi, ở dưới sông, dưới biển, người ta đều có thể là chỗ nào bắt sóng được, bắt sóng 4G hoặc là Wi-Fi được, thì kiểu gì người ta cũng sẽ biết về công nghệ hết. Bấm cái là lên mình biết liền. Mọi người cứ lên Google tra cập nhật về những thông tin về cây rau bợ mà trị sang thận đó. Rồi bây giờ mới thật sự là chúc mọi người mau lành bệnh nha mọi người ha. Video mình đến đây mình xin kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình, ủng hộ mình trong thời gian qua. Vừa rồi mình cũng đã bị một cái sự cố nhỏ nhỏ, mình cũng chia sẻ lên cho mọi người. Mọi người thấy mọi người rất ủng hộ mình và dạng bên giật mình, thì thiệt sự ra không có cái lời cảm ơn nào để mình cảm ơn cho hết cái sự biết ơn của mình đối với mọi người. Thì để mà đáp lại cái sự tin tưởng của mọi người và yêu mến mình, thì mình sẽ rất cố gắng hơn nữa tìm những bài thuốc công hiệu đơn giản rẻ tiền giúp đỡ mọi người và những người nghèo cơ nhỡ và những cái hoàn cảnh rất là khó khăn trong cuộc sống này. Ok, mình xin kết thúc video và chào tạm biệt mọi người.